nhằm mang lại những trải nghiệm vượt trội khi sử dụng dịch vụ. VPS đã phát triển tính năng mở tài khoản eKYC, định danh khách hàng trực tuyến trên ứng dụng VPS Smart One, giúp khách hàng mở tài khoản mọi lúc, mọi nơi, một cách tức thời. Với ứng dụng như công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay về định danh, đã cho phép quá trình mở tài khoản eKYC tại VPS được thực hiện trên môi trường trực tuyến 100% mà vẫn đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và bảo mật cao. Chỉ với 5 bước định danh đơn giản, quý khách ngay lập tức có tài khoản chứng khoán với đầy đủ các tiểu khoản giao dịch cùng các tiện ích dịch vụ chỉ trong một lần đăng ký. Sau khi đã tải ứng dụng VPS Smart One, quý khách truy cập ứng dụng. Tại màn hình đăng nhập, quý khách bấm vào nút mở tài khoản để bắt đầu các bước xác thực danh tính. Bước 1, quý khách điền các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, email. Bước 2, để xác thực giấy tờ tùy thân, quý khách vui lòng chụp ảnh chứng minh thư hoặc căn cước công dân mặt trước và mặt sau theo hướng dẫn. Bước 3, giữ camera của điện thoại ngang tầm khuôn mặt và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Lưu ý, giữ điện thoại ổn định, thẳng khuôn mặt, điều chỉnh khuôn mặt nằm giữa vòng tròn. Bước 4, xác nhận và hoàn thiện thông tin. Khách hàng kiểm tra kỹ các thông tin và chỉnh sửa nếu cần trước khi xác nhận. Tại bước ký hợp đồng, quý khách có thể tải ảnh chụp chữ ký để dễ dàng xác nhận trong các giao dịch trực tiếp tại quầy của VPS hoặc ngân hàng. Sau khi thành công mở tài khoản eKYC, quý khách ngay lập tức có thể trải nghiệm tất cả các tiện ích dịch vụ trên hệ thống kênh giao dịch hiện có, cũng như những đặc quyền dành riêng cho khách hàng của VPS. Mở tài khoản eKYC tại VPS, đơn giản, bảo mật, tức thì. VPS, vượt trội và khác biệt.